nhậu nhầm cồn sát khuẩn, hai người tử vong, hai người nhập viện. Bốn người có họ hàng ở xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nhậu nhầm cồn sát khuẩn khiến hai người tử vong. Ngày 9 tháng 4, trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Bình Chánh đang điều tra vụ ngộ độc rượu khiến hai người chết, hai người đang điều trị. Hai nạn nhân tử vong là ông PVB, 65 tuổi và ông BVL, 67 tuổi, cùng ngụ xã Tân Nhật, hai người còn lại đang được điều trị là họ hàng gần. Theo người nhà, sáng ngày 5 tháng 4, sau khi đi tảo mộ người thân, ông B và ông L cùng hai người họ hàng tổ chức uống rượu thuốc tại ngôi nhà của ông B trên đường Nguyễn Đình Kiên, xã Tân Nhật. Nhậu đến chiều, khi rượu ngâm đã cạn, bốn người lấy chai rượu trắng liền pha vào bình rượu thuốc để nhậu tiếp. Do chai cồn sát khuẩn để gần chai rượu trắng, trong lúc không chú ý nên nhóm người nhầm lẫn đổ cồn vào rượu thuốc rồi uống. Cả bốn người sau đó có biểu hiện ngộ độc. Đến ngày hôm sau, ông L được người thân đưa vào bệnh viện nhưng tử vong sau khoảng 2 tiếng. Ông B tử vong sau 4 ngày. Hai người còn lại, một người hiện đang bất tỉnh, một người đã tỉnh lại nhưng vẫn đang được điều trị. Theo người thân, ông L là lao động chính trong gia đình, con trai đang đi học, cuộc sống khó khăn. Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.